Vâng, buổi trưa ngày hôm nay bên em lại lên một combo nữa, những đôi loa WeWood G6000. Đây là những mẫu loa cây bass 25 kép bass rất là mạnh. Bass mạnh, chơi không gian khá là lớn. Và đây là về lắp cho anh Kim ở Thái Bình. Anh Kim ở Thái Bình. Một bộ combo đầy đủ. Đôi loa WeWood G6000 đây ạ. Đó. Và một con đẩy liền vang DCX7. Và một con súp leader 12. Và anh Minh chốt bộ rất là nhanh. Và anh bảo xem theo dõi khá là lâu rồi, rất là tin tưởng. Và hôm nay anh mới có điều kiện ở nhà vì anh đi làm suốt. Có điều kiện ở nhà và anh muốn lắp luôn trong ngày hôm nay là ngày mùng 1. Ngày mùng 1 anh muốn lắp trong ngày luôn. Đó. Bên này là nó dính vào đây là không sao. Ok, thêm con súp nữa. Đó, anh Kim anh chờ khoảng tầm 2 tiếng là bên em sẽ đến nơi nhé. Và bên em sẽ có cái video lắp đặt bàn giao cho anh Kim. Súp leader 12 đấy ạ. Cấu hình như thế này thì chúng ta vừa nghe nhạc và hát karaoke rất là tuyệt vời rồi, không cần thêm thiết bị đâu ạ. Đơn giản nhưng rất là hiệu quả. Đó. Chọn bộ luôn. À, thì chương trình tặng mic VK31 đã hết với những combo hiện nay nhé. Bác nào mà lấy thì bác hỗ trợ thêm tiền nâng cấp lên mic VK31 nhé. Đây anh Kim anh nâng cấp lên. Còn bây giờ sẽ tặng mic VK49. Thì đó là chương trình khuyến mại dịp cuối năm nay. Và bên em hỗ trợ bao phí ship lắp đặt 50 km. Còn dư km thì bác có thể tính thêm tiền nhiều taxi nhé. Và anh Kim anh chờ trong giây lát nhé.